Đây là quy trình vệ sinh mặt sàn xong ráp lại. Khi ráp vào chúng ta vẫn chắc vào. Rồi, sau đó chúng ta bỏ. Đây là quy trình vệ sinh mặt sàn xong ráp lại. Khi ráp vào chúng ta vẫn chắc vào. Rồi, sau đó chúng ta bỏ hai con năn quả ép viên lên. Sau khi nắp đúng khớp, chúng ta xịt ốc lại. Chúng ta xịt đều và chặt bốn con ốc lại nhé các bạn. Đúng là lấy dùm cái khóa như vậy. Sau đó chúng ta nắp bám lại và test máy. Tháo lỏng hai con ốc hai bên ra, sau đó khi chúng ta sử dụng bắt đầu là cho cám vào thì chúng ta sẽ siết và từ từ sau khi đến viên cám chắc lại thì chúng ta sẽ dừng lại. Các bạn lưu ý là khi siết vào chúng ta sẽ siết đều hai bên. Bây giờ chúng ta sẽ cấp CB và test. Đầu tiên chúng ta cho một ít cám vào. Rồi khi cám ra thì chúng ta sẽ xem cái kích thước của cám đã vừa dài hay ngắn thì chúng ta có thể chỉnh được ở trên nắp kia. Đây là cái tốt chỉnh cám. Đây là nguyên liệu cám ra nha các bạn. Khi mà máy đã chạy ra được rồi thì chúng ta có thể đổ thẳng cám vào. Đây là viên cám này nha các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.